Như các bạn thấy đấy, đây là một cảnh tượng đẹp như mơ. Một khu rừng yên bình, muôn loài sống với nhau hòa thuận và vui vẻ. Không có đấu tranh và tệ nạn xã hội. Cuộc sống cứ thế êm đềm trôi qua, ngày qua ngày trong khu rừng, dưới sự trị vì của trưởng thôn Sư Tử. Nhưng rồi một biến cố ập đến cả khu rừng. Gọi là cả khu rừng cho nó nâng tầm vĩ mô, chứ thực ra chỉ xảy ra với một cá nhân mà thôi. Trong một lần đi bắt bướm, vị trưởng thôn Sư Tử đáng kính đã bị trượt chân, ngã xuống vách núi và mất tích. Rất nhiều cuộc tìm kiếm được tổ chức nhưng không mang lại kết quả gì. Lợi dụng thời cơ chính trị bất ổn, an ninh buông lỏng, một số cuộc bạo loạn nổ ra, được cầm đầu bởi băng đảng cá chép đe dọa cuộc sống của muông thú trong rừng. Không thể trì hoãn tình trạng loạn lạc như thế này được nữa. Một cuộc bầu cử lớn chưa từng có trong lịch sử khu rừng được tổ chức để tìm ra người lãnh đạo. Trong đó có hai gương mặt, hai ứng cử viên sáng giá nhất. Đó là Voi, tên đầy đủ là Voi Văn Voi, 53 tuổi. Và Tê Giác, tên đầy đủ là Tê Văn Giác, 49 tuổi. Bước vào tuổi tứ tuần, đã hết bảo hành, trở thành lý. Nhưng hai ông này vẫn muốn dấn thân vào chính trị để khẳng định quyền lực và vị trí của bản thân trong lòng người hâm mộ. Xét về mức độ uy tín thì khỏi phải bàn. Voi là kẻ to xác nhất trong rừng, là một thành viên của Hiệp hội Ăn chay Thế giới. Thân hình thì lực lưỡng, xưa nay không đối thủ. Giác cũng chẳng kém cạnh, là chủ tịch của câu lạc bộ Biết Thế Đích Lấy Vợ. Không lấy vợ, không. Biết thế không lấy vợ. Không lấy vợ, không. Thà chết chứ không lấy vợ. Một người mang trong mình nhiều kinh nghiệm về tình trường. Kinh nghiệm nhiều đến đâu thì nhìn hai cái sừng của anh ta là biết. Thời gian không còn nhiều nữa, chúng giáo diết lên đường làm nhiệm vụ để gây dựng lòng tin với cộng đồng. Trong khi vừa đi làm về, tiện đường Tê Giác ghé qua nhà trưởng thôn Sư Tử để động viên, an ủi. Sau những ngày dài tìm kiếm trong bất lực, họ mệt đến nỗi ngủ thiếp cả đi, thì từ trong bụi, cái mặt gớm của Giác lù lù thò ra. Có ai ở nhà không ý nhỉ? Xin chào cả gia đình nha. Ai vậy? Ui ôi, giật hết cả mình. Ấy ấy, đừng chạy, em đến để hỏi thăm thôi mà. Mấy hôm nữa bầu cử thì nhớ cho em xin một phiếu nha. Nhưng người nhà của bác Sư Tử hoảng quá, chạy mất tiêu rồi còn đâu. Trong một diễn biến khác, Voi đang có một chuyến viếng thăm qua hồ bơi của gia đình Hà Mã. Này mấy đứa, bố mẹ có nhà không? Ông là ai? Vào nhà chưa chào câu nào. Đã hỏi hỏi, quá cáp thì không mang. Về đi. Bọn này láo nhở. Voi mới dọa có mấy cái mà mấy nhóc Hà Mã đã còng đít chạy hết xuống hồ. Hôm sau, khi quay lại một lần nữa thì may mắn lại gặp được vợ chồng Hà Mã đang ở nhà. Em chào hai bác nhá. Tình hình là dạo này hai bác có khỏe không ạ? Khỏe cái thằng bố nhà chú ấy. Hôm qua đi vắng có tí mà dám bắt nạt mấy đứa nhà anh à. Ê, chết, em có làm gì đâu. Thấy mấy đứa nó kháu qua định vào nựng tí mà. Để em tưới nước cho các bác hạ hỏa nhá. Đây đây, mặt qua hai bác nhỉ. Sắp bầu cử đến nơi rồi. Em ghé qua thăm hai bác tí thôi. Tiện thể có tí chuyện từ hai bác. Mấy hôm nữa là các bác nhớ là bầu cử cho em nhá. Em mà được làm trưởng thôn thì các bác cứ phải gọi là Yên Chí. Em sẽ cho lắp đường nước dẫn nước sạch về tận nhà mình. Gia đình bác với các cháu cứ tha hồ mà tắm. Nước sạch các thứ nó tốt cho già lắm các bác ạ. Thấm thoát cũng đến cái ngày định mệnh. Voi Văn Voi và Tê Văn Giác hồi hộp, hồ hởi, hao hức, hí hà hí hửng đi ứng cử. Hy vọng bao nhiêu thì lại thất vọng bấy nhiêu. Đúng cái ngày hôm đó, ông trưởng thôn Sư Tử không biết đi lạc ở đâu lại mò về. Thế là cuộc bầu cử bị hủy bỏ, mọi người bỏ về hết. Trong khi Giác và Voi vẫn ở lại cà khịa nhau. Cái đồ chim mọc giữa mạch mà cũng đòi đi ứng cử, cứ biết xấu hổ à. Ngại sao bằng cái thằng bị cắm sừng chi chít. Sao không lấy tên là Tuần Lộc đi, còn Tê Giác làm gì. Vừa buông lời, hai đối thủ cay cú lao vào giao lưu võ nghệ. Bên thì 8 lạng, người thì 800 gam. Cũng may mà ẩu đả chưa để lại thương tích gì nhiều. Thì người dân chứng kiến đã gọi cho Hiệp hội Bảo tồn Động vật. Hình phạt cho hai đối tượng này là tịch thu phương tiện gây án. Tê Giác thì mất đi hai chiếc sừng, con Voi thì cũng bị lấy đi hai cái ngả. Giờ thì chẳng còn gì để mà chiến đấu nữa. Cuộc sống rừng già lại trở về với cuộc sống yên bình như chưa hề có cuộc chia ly. Thiệt nhất vẫn là ông Voi với ông Tê Giác mất đi cặp sừng. Giác đã bị kích ra khỏi hội Biết Thế Đếch Lấy Vợ vì nhìn thiếu kinh nghiệm, khổ thân lão. Về phần Voi, vì dính vào bê bối đánh nhau, hắn cũng đã bị đuổi khỏi tổ chức Ăn chay Thế giới. Còn cái chức trưởng thôn kia, có lẽ Sư Tử già rồi sẽ chuyển lại cho con lão ấy, chứ làm gì đến lượt Voi với cả Tê Giác. Xin cảm ơn quý bạn và các vị đã quan tâm theo dõi. Sự ủng hộ của các bạn luôn là niềm động lực để chúng mình có thể làm ra những sản phẩm hay và chất lượng. Hãy đăng ký kênh và nhấn vào nút chuông thông báo để đón chờ những video mới nhất của bọn mình nhá. Xin chào.